Xin chào các bạn, hôm nay mình làm video này để cùng các bạn đi khám phá các điểm vui chơi tham quan hiện có ở quận Phú Nhuận. Thì nhắc đến quận Phú Nhuận thì chúng ta không thể nhắc đến phố ẩm thực Phan Xích Long. Phố ẩm thực Phan Xích Long thì nó dài khoảng 1,5 km, nó bắt đầu từ ngã tư Phan Xích Long, Phan Đăng Lưu kéo dài đến tận cái đường Vạn Kiếp. Thì nơi đây thì được giới trẻ gọi với cái tên siêu sang chảnh và rất là tây, đó là sang Phan Xích Long. Thì từ nhiều năm nay Phan Xích Long nó quy tụ rất nhiều thương hiệu trà sữa, cà phê, thức ăn nhanh và các nhà hàng lớn nổi tiếng, nó đều quy tụ về cái con đường này. Thì từ khi được quy hoạch trở thành phố ẩm thực đó, thì hạ tầng nơi đây được nơi đây được nhiều bạn trẻ rất là yêu thích lui đến ăn uống và vui chơi. Thì nếu mà các bạn đến phố ẩm thực Phan Xích Long vào buổi tối á, hoặc là ngày cuối tuần thì các bạn sẽ thấy sự tráng ngợp của sự đông đúc náo nhiệt sôi động của các hàng quán dọc hai bên đường. Thì tại đây bạn có thể tìm thấy những đặc sản ba miền như món Á, món Âu, từ ăn vặt cho đến lẩu nướng hải sản, cơm mì. Vì thế nên chỉ cần một chiếc bụng đói và một cái hầu bao rủng rỉnh là bạn có thể thưởng thức vô cùng món ăn hấp dẫn tại nơi này. Ở đây nó có rất nhiều quán cà phê từ các thương hiệu nổi tiếng như Starbucks, Highland, Coffee House tới các thương hiệu cà phê pha máy, cà phê bình dân. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể rất nhiều quán trà sữa nổi tiếng ở khu này. Thì các thương hiệu lớn này, đa số thương hiệu lớn nó đều về con đường này, nó mở cửa hàng. Ngoài ra thì các bạn ăn có một số các nhà hàng mà các bạn có thể thưởng thức, như là Gogi House, mình có thể ăn đồ nướng, Kichi Kichi, Lẩu Băng Chuyền, hoặc là King BBQ, Sumo BBQ, hoặc là sushi Hokkaido, hoặc là thức ăn nhanh thì có Texas Chicken, hoặc là lẩu thì có hu tông. Và nếu như bạn thích ăn món Trung Hoa thì có thể ghé nhà hàng San Phu Lu, hoặc là các bạn có thể ăn sushi của Tokyo Deli. Ngoài ra thích ăn món Thái thì các bạn có thể ghé nhà hàng Trend Modern. Thì ở đây nó rất có nhiều cửa hàng hàng quán để cho mọi người có thể lựa chọn. Thì trà sữa thì nó có nhiều năng thử nổi tiếng như là Gong Cha, Koi. Rồi ngoài ra thì nếu ăn bún đậu thì các bạn có thể ghé quán bún đậu Cầu Gỗ. Thì ở đây thì ẩm thực Phan Xích Long nó là rất là nổi tiếng từ rất là lâu rồi. Và ngoài ra thì mình đi đường này mình còn thấy nữa là đặc trưng nữa là nó có rất là nhiều cái khách sạn ở khúc đầu đường Vạn Kiếp. Không biết là mọi người ăn uống nóng nực rồi mình vô khách sạn nghỉ ngơi chút xíu hay sao, mình thấy rất là nhiều khách sạn. Thì bây giờ khám phá cái đường ẩm thực Phan Xích Long xong rồi thì mình sẽ dạo quanh một số đường chính ở Phú Nhuận để cho các bạn xem. Thì nhắc tới Phú Nhuận thì chắc chắn thì chúng ta phải nhắc đến ngã tư Phú Nhuận. Đây là cái góc ngã tư rất là nổi tiếng. Thì ngã tư Phú Nhuận là một địa danh nổi tiếng, là đơn vị hành chính cấp xã cho của trung tâm quận Tân Bình thuộc tỉnh Gia Định, xã Phú Nhuận trước kia. Thì nói nó thì sau năm 1975 á, thì xã Phú Nhuận nó được tách khỏi quận Tân Bình để trở thành quận Phú Nhuận. Thì nó có các trục đường chính là Nguyễn Kiệm, Phan Đình Phùng, Phan Đăng Lưu, Hàng Văn Thụ, Lê Văn Sĩ và Nguyễn Văn Chỗi. Thì trước kia nó là chính đó, nó có cái tên gọi là Võ Duy Nghi, Chi Lăng, Võ Tánh, Trương Minh Ký, Trương Minh Vệ, Ngô Đình Khôi.
Còn đây là đường Nguyễn Kiệm, thì đường Nguyễn Kiệm bây giờ nó trở thành đường một chiều. Nếu đi thẳng hết con đường thì mình sẽ đi đi về Gò Vấp, vào sân bay hoặc đi về Gò Vấp. Thì ở Phú Nhuận nó sẽ có, ngoài Phú Nhuận có khu phố ẩm thực ăn uống, thì chúng ta có còn có một cái các di tích lịch sử, các điểm tham quan di tích lịch sử mà ít người biết tới. Thì sau đây mình sẽ cùng các bạn đi tham quan các địa điểm di tích lịch sử đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi cái di tích lịch sử đầu tiên, đó chính là 87A Trần Thế Sương. Thì nó chính là trụ sở phái đoàn liên lạc của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Sài Gòn. Thì đây là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia, nó nằm ở 87A Trần Kế Sương, phường 7, quận Phú Nhuận. Thì trước đây nó là một cái villa của Trung tá Pháp, được xây dựng vào năm 1930, được bố trí ở trụ sở phái đoàn liên lạc của Bộ Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1955 tới 1958. Thì trải qua 80 năm tồn tại thì khu nhà đã nhiều lần thay đổi, được các đơn vị quản lý sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Thì cũng đã được cải tạo sửa chữa tùy vào công năng nhưng đã bị xuống cấp. Thì sau khi được trùng tu vào tháng 12/2009 thì công trình đã hoàn thành và được giao cho khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi quản lý và đưa vào hoạt động để góp phần công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ. Thì cái công trình trụ sở phái đoàn liên lạc của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Sài Gòn, nó có diện tích khoảng là 5.400 m², gồm trụ sở chính, khối nhà phục vụ, hệ thống sân vườn, đã được phục hồi và tu bổ lại đúng hiện trạng ban đầu. Thì bây giờ mình sẽ quẹo vào đường Trần Kế Sương để cho các bạn. Đây, các bạn nhìn thẳng vô đó là chính là cái ngôi nhà di tích lịch sử đấy, 87A Trần Kế Sương. Đây đó, các bạn nhìn thẳng vào là rất là bự, rất là to nha các bạn, nằm bên tay phải. Thì các bạn có thể vào tham quan di tích lịch sử. Thì sau đây mình sẽ đi tiếp tới cái điểm di tích lịch sử thứ hai, nó nằm ở trên đường Hồ Văn Huê, nó nằm ở hẻm 19 Hồ Văn Huê, đó chính là lăng Võ Tánh. Thì lăng Võ Tánh thì Võ Tánh là sinh năm 1768, mất năm 1801, tại Biên Hòa, Đồng Nai. Thì vị tướng này theo phò chúa Nguyễn Ánh năm 1801 khi Tây Sơn vây thành Quy Nhơn, thì biết không giữ nổi, Võ Tánh đã viết thư cho đối phương mong không giết binh lính rồi tẫn tiết theo hành để ghi nhớ công lao. Ngoài xây lăng mộ ở Quy Nhơn thì chúa Nguyễn Ánh còn làm mộ gió xây lăng cho ông ở Gia Định. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lăng mộ của Võ Tánh nằm ở quận Phú Nhuận, được xây dựng ở đường Hồ Văn Huê. Lối vào lăng có cổng tam quan, được xây dựng từ năm 1951. Thì khu mộ được mặt trước của lăng thì có bức hình Phong Tiền vẽ hình con hổ, hình tượng phổ biến trong đời sống dân gian người Việt ngày xưa. Thì phần mộ có hình chữ nhật giật cấp dài 4 m, rộng 3 m và cao 4 tấc. Trong mộ có chôn hình nhân bằng sáp. Bên trong đền thờ có kiến trúc đơn giản, nội thất căn bản như là cột gỗ hương an và các bức hoàng phi. Khu mộ có diện tích hơn 2.000 m², không gian bao la và vườn cây xanh mát. Trước đây lăng mộ nằm trong khu vực quân sự cho đến những năm 90 thì mới được bàn giao cho quận Phú Nhuận. Từ năm 2006-07 thì lăng mộ và đền thờ được trùng tu nâng cấp, đồng thời xây dựng thêm nhà bảo vệ và tường rào bảo vệ như hiện nay. Thì bên phải mình là chính là ngôi mộ đã được xây dựng cái hàng rào bảo vệ và có bảo vệ. Thì sau khi thăm lăng mộ của Võ Tánh thì mình sẽ đi qua đường Nguyễn Thị Huỳnh, mình thăm lăng mộ của tướng Trương Tấn Bủ. Thì lăng mộ Long Vân Hầu Trương Tấn Bủ
thì ông lăng Trương Tuấn Bủ là nơi yên ngủ, là nơi yên nghỉ của Long Vân Hầu Trương Tuấn Bủ, một danh tướng của triều Nguyễn. Lăng được xây dựng ở ấp Phú Thành, xã Phú Nhuận, tỉnh Gia Định, nên còn được gọi là Lăng Phú Thành. Nằm ở đường 41 Nguyễn Thị Quỳnh, phường 8, quận Phú Nhuận. Thì Trương Tuấn Bủ là một trong năm vị tướng nổi danh của thành Gia Định, gồm có Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Văn Nhân, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Quỳnh Đức và Trương Tuấn Bủ. Ông giữ nhiều trọng trách trong triều đình nhà Nguyễn, được phong tước là Long Vân Hầu. Thì ông mất năm 1827, vua Minh Mạng ban cho 2.000 quan tiền và 5 cây gấm tống cẩm để giúp làm việc tang lễ. Đích thân tả quân Lê Văn Duyệt coi việc lo việc chôn cất cho Long Vân Hầu Trương Tuấn Bủ, và xin cấp đất và người giữ mộ. Thì mộ Trương Tuấn Bủ dài khoảng 3 mét, chiều ngang khoảng 2 mét, cao hơn 2 mét, được xây dựng bằng ô dước hợp chất gồm vôi, cất dây do, than hoạt tính và mật đường. Cách xa lộ gần 2 mét, có tường thành bao quanh hình chữ nhật, được gọi là khung thành. Thì tường được xây bằng gạch thước, gạch có đóng dấu. Đầu mộ, cuối mộ có xây bình phong. Trên khung thành và bình phong trang trí hình kỳ lân, búp sen, phù điêu, hình cây tùng, chim hạc và các cặp liễn đối. Thì bên tay trái của mình chính là ngôi mộ của Trương Tuấn Bủ. Các bạn có thể vào tham quan. Thì ở ngôi mộ này nó cũng rất là lớn. Thì sau khi tham quan ngôi mộ luôn ngôi mộ Lưu Tuấn Bủ này, thì được nhà nước xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia theo quyết định số 101 năm 2004 của Bộ Văn hóa Thể thao và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Thì sau đây mình sẽ tham quan tiếp cái di tích thứ ba, đó là đình đình Phú Nhuận. Thì đình Phú Nhuận là di tích lịch sử văn hóa, thì nó nằm ở số 18 đường Mai Văn Ngọc, phường 10, quận Phú Nhuận. Thì đình Phú Nhuận được xây dựng vào khoảng năm 1818 ở xóm Kinh, sát Kinh Dương Lộc, đến năm 1802 được xây lại trên địa điểm hiện nay. Thì năm ngày 29 tháng 11 năm Nhâm Tý, là tức ngày 8 tháng 1 năm 1853, vua Từ Đức đã ban sắc phong cho thần thành hoàng của đình. Đình trải qua nhiều lần trùng tu vào các năm 1930, năm 1966, năm 1989 và năm 1998, nhưng vẫn giữ được nét độc đáo kiến trúc cổ kính của đình Nam Bộ thế kỷ 19. Từ cổng đình bước vào, ta gặp miếu nhị vị công tử, thờ hai người con trai của nữ thần Ponagar của người Chăm ở bên phải, miếu thờ Ngũ Hành Nương Nương bên trái. Mặt tiền là bức bức bình phong đắp nổi hình hổ, phía sau bức hình phong là dấu vết bệ thờ thần nông. Thì nhìn tổng thể thì đình có hình chữ L ngược, có hai trục trục chính nằm bên phải nhà Võ Ca, Võ Quy và chính điện. Thì trục phụ gồm sân đình, nhà thảo bạc, nhà túc, sân thiên tĩnh, nhà bếp và nhà kho. Mái đình được lợp ngói âm dương, trên đỉnh có trang trí lưỡng long chân châu bằng gốm. Bên trong đình có bộ cột và kèo làm bằng gỗ, cấu trúc theo kiểu kẻ chuyền. Chính diện thì theo kiểu nhà tứ tượng hình vuông, với cột gỗ, kèo gỗ, chạm hình đuôi rồng, được xây dựng từ năm 1920. Các bàn thờ được xếp thành ba dãy, thờ thần, thờ tả bang và hữu bang. Thì vào những ngày lễ lớn của đình Phú Nhuận là lễ Kỳ Yên, thì được tổ chức vào ngày 16, 17, 18 tháng Giêng. Lễ vật chính cúng thần là con heo đen. Ngày 16 tháng Giêng chính là ngày lễ chính. Thì đình Phú Nhuận được Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia theo quyết định số 3744 ngày 29 tháng 1 năm 1997. Thì bên phải mình đây chính là đình Phú Nhuận. Mọi người có thể, nó nằm ở sát cái đường ray luôn, thì mọi người có thể tới tham quan cái điểm di tích này. Thì sau khi tham quan đình Phú Nhuận thì chúng ta sẽ đến tham quan cái điểm di tích thứ năm, đó là nơi yên nghỉ của vị tướng triều Nguyễn, ông Phan Tấn Quỳnh. Thì Phan Tấn Quỳnh tên thật là Phan Tiến Hoàng, tự khiêm, từng được vua Gia Long phong tước là Huỳnh Ngọc Hầu. Thì
Ông Phan Tuấn Quỳnh sinh năm Nhâm Thân năm 1752 và mất năm Giáp Thân năm 1824, quê gia Định thuộc dòng họ Phan Công Thiên, từ Quảng Nam di cư vào Nam những năm Chúa Nguyễn và Tây Sơn tranh chấp. Ông đầu quân dưới Chúa Nguyễn Ánh rồi làm quan cả hai triều đại Gia Long và Minh Mạng. Cuối mộ nó có bức bình phong khắc 18 hàng lục chữ Hán, ghi khoảng 300 chữ ghi lại công lao thành tích của Quỳnh Ngọc Hầu Phan Tuấn Quỳnh. Đến năm Gia Long thứ sáu thì năm 1807, ông Phan Tuấn Quỳnh được tấn phong chức Khâm Sai Đô Đốc thống chế Tuyên quân Du Đồn, quân Thần Sách, kiêm chức Tả quân Phó tướng, giúp ông Lê Văn Duyệt trấn thủ thành Gia Định. Thì đầu năm Minh Mạng, khi Vấn Chiếu vào làm tổng tướng Gia Định thì tướng Lê Văn Duyệt liền xin cho ông Phan Tấn Quỳnh nhận chức phó tổng binh trấn Phiên An. Sau đó 2 năm ông được thăng lên trấn thủ. Khoảng năm 70 tuổi ông có quan về quê vì sức yếu, nhiều bệnh tật. Vào năm Minh Mạng thứ năm ông tự tìm đến cái chết để giải thoát. Ngôi mộ của ông lâu nay vẫn được người dân xung quanh nhang khói một cách chu đáo. Thì tới đây là mình sẽ tiếp tới là mình thăm của ngôi mộ của Võ Duy Nguyên. Thì mộ của Võ Duy Nguyên nằm ở trên đường Cô Giang. Ngôi mộ này có được biết là một kiến trúc đặc trưng của Nam Bộ đã hơn 200 năm tuổi. Thì lăng mộ của Duy Nguyên năm 1745 mất năm 1801, nằm ở khu đất rộng 100 m² trong một con hẻm trên đường Cô Giang, quận Phú Nhuận. Có tuổi đời hơn 220 năm tuổi. Phía trước khu mộ là đền thờ của Võ Tướng Quân. Trong đền còn lưu trữ 2 sắc phong của vua Minh Mạng, chi phong tước phẩm ghi trên lụa vàng đựng trong hộp. Võ Duy Nguy sinh tại phủ Thừa Thiên hay là tỉnh Thừa Thiên Huế, theo Phò Nguyễn Ánh, vua Gia Long từ năm 30 tuổi, được phong tước Bình Giang quận công. Từ đó ông trở thành danh thần tin cậy, được chúa giao phó trông coi thủy binh và đóng các chiến thuyền. Ông tử trận trong trận thủy chiến với quân Tây Sơn ở cửa Thị Nại năm 1801. Thi thể ông mang về chôn cất ở Gia Định và được vua Gia Long cho xây dựng lăng mộ bề thế. Năm 1807, Võ Duy Nguy được chi phong lên hàng nhất phẩm, sắc phong tá mạng công thần, đặc tấn thượng thụ, quốc thiếu bảo quận công. Lăng của ông gồm nhiều phần là tiền mộ, phần mộ. Đến nay lăng mộ được vẫn giữ được nét uy nguy, đồng thời tiêu biểu cho nghệ thuật xây cất lăng mộ ở Nam Bộ. Thì trước năm 1985, thành phố Hồ Chí Minh có 2 con đường mang tên Võ Duy Nguy ở quận Nhất và ở quận Phú Nhuận. Thì lăng mộ được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1993. Thì ở Phú Nhuận nó có 6 điểm di tích lịch sử các bạn tham quan, để cho các bạn tham quan. Thì nếu như các bạn muốn khám phá thì có thể đi thử. Thứ nhất là 87A Trần Kế Xương là trụ sở phái đoàn liên lạc. Thứ hai là đường Hồ Văn Huê là của Lăng Võ Thánh, tướng quân Võ Thánh. Thứ ba là đường Quốc Ngốc Nguyễn Thị Huỳnh là lăng của Trương Tuấn Vũ. Thứ tư là đường Mai Văn Ngọc là đình Phú Nhuận. Thứ năm là hẻm 120 Huỳnh Văn Bánh của mộ Phan Tuấn Quỳnh. Và thứ sáu là ở 19 Cô Giang là mộ của Võ Duy Nguy. Thì đây là những cái điểm du lịch di tích mà các bạn có thể tham quan khi ghé Phú Nhuận. Thì ngoài ra Phú Nhuận nó còn có một đặc sản như các bạn thấy ở trên video là các con đường chạy dọc theo cái đường ray xe lửa. Thì những cái con đường dọc ray xe lửa này bạn có thể đi từ quận 3 cho tới quận Bình Thạnh, Gò Vấp. Mình cứ chạy chạy dọc theo con đường này, có một số điểm thì mình phải vòng qua nhưng mà đa số là sẽ được chạy dọc theo cái con đường đường ray xe lửa này. Thì hai bên đường thì người dân vẫn ở bình thường. Thì quán xá thì dọc hai bên đường cũng rất là nhiều, thì có một số quán cà phê cũng rất là đẹp mà mình chưa thấy có quán cà phê kiểu đường tàu giống như ở ngoài Hà Nội, hoặc là những cái ấy là có thể ngồi ở trên cao quán cà phê rồi nhìn tàu lửa chạy ngang qua. Thì mình chưa thấy những kiểu quán cà phê như vậy. Ở đây thì nó có những quán cà phê pha máy, hoặc là cà phê pha phin, quán nhỏ nhỏ khoảng 20 15 đến 20 ngàn một ly.
thì mình có thể ngồi uống cà phê và đợi đoàn tàu chạy ngang, thì mình có thể xem đoàn tàu đi ngang cũng rất là thú vị. Các bạn có thể thấy là có con cái khu dân cư ở dọc 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 cái con đường dọc cái đường đây này, mọi người sinh hoạt rất là nhiều. Đó, cứ đi thẳng đường này là mình sẽ đi thẳng tới quận 3 luôn. Mình sẽ thẳng ra tới quận 3, tới tới gần nhà ga luôn. Thì bây giờ mình sẽ mình đi cái con đường dọc đường ray thuộc phía Phú Nhuận đi hướng về Bình Thạnh Gò Vấp để cho các bạn xem. Ở đây là đường ray khúc Nguyễn Kiệm. Thì quận Phú Nhuận thì nó có một cái chương trình là hoàn thành tuyến đường hoa dọc tuyến đường sắt. Thì dọc tuyến đường sắt này là người dân và địa phương là trồng các loại về dọn vệ sinh và trồng hoa, trồng các chậu cây gần 600 cây hoa như chuông vàng, hồng ngọc, và treo 300 chậu hoa 10 giờ dọc hành lang đường sắt. Thì sẽ được các người dân hoặc là cán bộ phường chăm sóc theo từng khu vực. Thì sắp tới là sẽ được mở rộng thêm những cái khu vực khác để cái tuyến đường xe lửa này nhìn trông thấy nó đẹp hơn. Có nghĩa là mình ngồi xe lửa mình sẽ thấy là chạy hai bên đường là cây là hoa dọc hai bên đường sẽ rất là đẹp. Thì ngoài thì khúc khúc này thì cái đường ray nó bự, mình sẽ chạy qua khúc đường ray nhỏ nhỏ cho các bạn xem, nó sẽ đẹp hơn. Rồi cái đường khúc này là Phú Nhuận, mình đi thẳng hết cái đường ray bên tay trái này thì nó sẽ chạy thẳng ra đường Phạm Văn Đồng, nó sẽ chạy thẳng ra đường Phạm Văn Đồng luôn. Nên ví dụ như các bạn mà đi làm hoặc có đi đâu mà lỡ mà có kẹt xe hoặc là muốn di chuyển nhanh từ quận 3 về Phú Nhuận và về Bình Thạnh Gò Vấp thì mình có thể đi con đường dọc theo tuyến đường ray này, thì nó cũng rất là dễ chạy, thì mình cứ bám theo đường ray mình chạy thôi và nó sẽ ra. Thì ở đây là cái chùa cũng nổi tiếng ở quận Phú Nhuận. Đây là một cái ngôi chùa cũng nổi tiếng ở Phú Nhuận, cũng được rất nhiều người người tới tới tham quan. Thì ở đường ray này nó sẽ có những cái con đường gọi là con đường cắt ngang. Nếu như mình chạy tới đường ray thì mình có thể quẹo cái đường cắt ngang, mình đi vào các đường dân cư, chứ không phải là nó là đường độc đạo mà không có đường ra, nên các bạn cứ tự tin chạy cũng không sao hết. Thì ngoài tuyến đường ray này á, thì ở Phú Nhuận nó còn có một cái để một cái công viên rất là nổi bật, đó là công viên Gia Định. Thì công viên Gia Định nó được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố. Thì công viên Gia Định nó là một điểm đến rất ưa thích vào những ngày cuối tuần hoặc là những buổi chiều của mọi người. Thì công viên Gia Định nó là một trong những cái công viên rộng lớn nhất khu vực Sài Gòn. Công viên Gia Định nó tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố, phần lớn diện tích của công viên nó nằm ở
tuyến đường Hoàng Minh Giám, và một phần ở phường chính phường Hoàng Minh Giám, phường 3 Gò Vấp, và một phần ở phường chính quận Phú Nhuận. Thì hiện tại công viên nó gồm ba cổng vào, nằm trên ba trục đường chính là đường Hoàng Minh Giám, Nguyễn Kiệm và Hồ Văn Thuê. Thì ở đây giao thông nó cũng không quá đông đúc. Thì công viên này nó không chỉ là nơi vui chơi quen thuộc của người dân địa phương, mà là còn điểm tham quan lý tưởng cho ai muốn gần xa mà có dịp ghé Sài Gòn đi vu. Thì từ đây ra sân bay thì cũng khoảng 5 phút, 5 tới 7 phút là mình có thể đi ra sân bay. Thì ngày trước cái công viên này nó là một cái sân gốc, thì qua nhiều biến động của thời cuộc cái sân gốc buộc phải tạm dừng hoạt động và dần trở thành một bãi đất hoang. Thì đến năm 1978 á, để tăng thêm vẻ mỹ quan cho đô thị và phục vụ lợi ích cộng đồng dân cư, thì chính quyền thành phố đã phối hợp với Sở Quản lý Công trình Công cộng tiến hành quy hoạch lại khu đất và cải tạo thành công viên gia đình như hiện nay. Thì toàn bộ khu đất công viên có diện tích khoảng 32 hectare với diện tích thảm cỏ lên đến 63.000 mét vuông. Ngoài ra công viên còn có hơn 1.000 cây xanh với rất nhiều giống cây cổ thụ cao lớn, có đường kính khổng lồ như sọ khỉ, lim sệ, mây tây, bọ cạp, nước, cây thông. Chính vì thế nơi đây còn được biết đến là bát phổi xanh của Sài Gòn. Hiện công viên gia đình thì công viên cây xanh gia đình 2 có nó có hai khu, đó là gia đình 1 và gia đình 2. Giữa hai khu vực này là một tuyến đường dài 650 mét nó giữa đường Hồng Hà và vòng xoay ngã năm Nguyễn Thái Sơn. Xung quanh cây công viên là vô số bụi cây và cây cảnh đặc sắc. Thì ngoài ra đây là khu vui chơi dành riêng cho các bé và tất cả mọi người. Thì ở đây thì rất nhiều người tản bộ tập thể dục trong công viên. Thì ngoài ra là nó cũng là khu vui chơi giải trí, nó có một những khu vui chơi giải trí dành riêng cho trẻ em, nếu các bạn có trẻ em có thể dẫn đến đây để vui chơi hoặc là có thể nghỉ ngơi, tập thể dục, nó rất là nhiều khu tập thể dục. Thì cái video nói về khám phá quận Phú Nhuận, các điểm vui chơi và tham quan di tích lịch sử ở quận Phú Nhuận đến đây là hết. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like và subscribe, hoặc là có thể để bình luận bên dưới để mình có thể trả lời các bình luận của bạn. Xin chào và hẹn hẹn mọi người ở các video sau. Xin chân thành cảm ơn.